Ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ là Tắm và Cám. Mẹ Tắm mất sớm, cha Tắm cưới thêm mẹ Cám. Cha Tắm hết mực yêu thương cô, nhưng rồi ông bệnh nặng, không lâu sau thì qua đời, để lại Tắm sống chung với mẹ con dì Ghẻ. Bà mẹ Ghẻ là người cay nghiệt, hằng ngày bắt Tắm làm hết mọi công việc trong nhà, còn Cám thì được lêu lỏng vui chơi tối ngày. Mẹ ơi, con đi chơi về rồi, mệt quá là mệt, đói quá là đói đây nè. Đây đây, mẹ đây, tục tưng của mẹ đói lắm rồi à. Thương thương thương, mẹ thương. Để mẹ bảo con Tắm dọn cơm cho tục tưng của mẹ ăn nhé. Tắm, con Tắm đâu rồi? Dạ, thưa dì, con đây ạ. À, giờ này vẫn chưa dọn cơm là sao? Đi dọn cơm ngay cho con Cám nó ăn. Đồ chậm như rùa. Dạ vâng, con đi ngay đây. Một hôm, bà mẹ bảo hai chị em Tắm và Cám ra đồng bắt cá. Và bảo rằng ai bắt được nhiều cá hơn sẽ được thưởng cho một cái yếm đỏ. Tắm vâng lời dặn, chăm chỉ siêng năng bắt cá. Chẳng mấy chốc mà giỏ cá đã đầy. Còn Cám mãi rong chơi, hái hoa, bắt bướm, nên đã xế chiều mà vẫn chưa được con nào. Chị Tắm ơi, chị Tắm, đầu chị lắm, chị hợp cho sâu, kéo về mẹ mắng. Tắm tin lời em, lội xuống sông gội đầu. Trên bờ, Cám đã trút giỏ cá của Tắm vào giỏ của mình, rồi chạy về nhà trước. Mẹ ơi, con đã làm như lời mẹ bảo, toàn bộ số cá đã vào giỏ của con. Yếm đỏ chắc chắn sẽ thuộc về con, phải không mẹ? Chứ còn sao nữa, mẹ chỉ lấy cái cớ thi bắt cá để con Tắm ngu ngốc ấy khỏi tỉ nảnh mẹ thiên vị con thôi. Khi Tắm bước lên thì giỏ cá đã trống trơn. Tủi thân, Tắm khóc nức nở. Sao cái thân của con lại khổ vậy? Tại sao con khóc? Ông là? Ta là Bụt đây. Tiếng khóc của con ai oán quá. Nào, nói ta nghe, cớ làm sao mà con lại khóc? Hôm nay mẹ kế bảo rằng hai chị em con đi bắt cá, ai bắt được nhiều hơn sẽ được thưởng cái yếm đỏ. Con đã cố gắng chăm chỉ bắt từ sáng tới giờ mới đầy giỏ cá. Thế mà con xuống sông rửa bùn lắm thì lên bờ, giỏ cá đã bị người ta lấy hết sạch trơn. Thôi, con nín đi. Hãy xem trong giỏ xem, còn con cá nào còn sót lại không? Dạ, còn một con cá bóng nhỏ, thưa Bụt. Con đem con cá bóng này về, bỏ xuống giếng nuôi mà bầu bạn. Mỗi ngày đem cơm cho bóng ăn. Khi cho ăn, con nhớ gọi bóng. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người. Tắm nghe lời Bụt dặn, đem bóng về bỏ xuống giếng nuôi. Hằng ngày cứ đến bữa ăn, Tắm lại mang cơm ra cho bóng ăn. Thấy Tắm mỗi ngày đem cơm ra giếng, dì Ghẻ đem lòng sinh nghi. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người. Cuối cùng mẹ con Cám cũng phát hiện ra cá bóng Tắm nuôi ở dưới giếng. Lừa Tắm đi chăn trâu xa nhà, ở nhà mẹ con Cám ra giếng gọi y như Tắm. Cá nghe tiếng rồi lên miệng giếng. Hai mẹ con Cám bắt bóng đem làm thịt. Đến chiều chăn trâu về, Tắm đem cơm ra giếng, kêu mãi không thấy bóng lên. Chỉ thấy nổi lên một cục máu đỏ, biết cá bóng đã bị bắt mất. Tắm lại bưng mặt khóc nức nở, rồi Bụt lại hiện lên. Bóng của con bị người ta ăn thịt rồi. Thôi, con hãy nín đi. Về nhà lượm lấy xương cá, bỏ vào bốn cái hũ và chôn dưới bốn chân giường. Sẽ có lúc cần đến. Tắm nghe lời vào nhà tìm xương bóng, nhưng tìm mãi không thấy. Bỗng có con gà ở đâu chạy ra và kêu: Cục ta cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho.
Gà nói thật sao? Vậy để ta đi lấy thóc cho gà ăn. Gà bới xương cho ta nhé. Tấm lấy nắm thóc cho gà ăn. Gà vào trong bếp, bới đống tro ra thì thấy xương bóng. Tấm nhặt lấy, đem bỏ vào bốn lọ, chôn ở bốn chân giường. Ít lâu sau, nhà vua mở hội. Mọi người nô nức đi xem hội. Mẹ con Cám chuẩn bị áo váy lụa là từ rất sớm. Dạ, thưa dì, hôm nay con đã dậy sớm hơn mọi ngày và làm xong mọi việc. Giờ con có thể đi xem hội cùng dì và em được không? Con cũng muốn đi xem hội à? Được thôi, nếu con làm xong một việc này. Dì ghẻ trộn một đấu thóc với một đấu gạo, bắt Tấm ngồi nhặt. Khi nào nhặt xong thì mới được đi xem hội. Tấm bị bỏ lại trơ trọi với đống thóc gạo lẫn lộn với nhau. Tấm biết là dù có làm mấy ngày cũng không thể nào xong. Quá uất ức và bất lực, nàng bật khóc nức nở. Sao phận con lại khổ đến thế này chứ? Thế rồi nghe tiếng khóc của Tấm, Bụt lại hiện lên. Tấm kể rõ sự tình cho Bụt nghe. Bụt sai một đàn chim sẻ xuống nhặt cho Tấm. Chỉ một loáng là đã xong. Quần áo con rách rưới thế này, sao có thể đi xem hội được? Đừng lo, bây giờ con hãy đào bốn hũ chôn ở bốn chân giường lên đi. Tấm nghe lời Bụt vào đào bốn lọ lên. Lọ thứ nhất mở ra là một bộ váy đẹp rực rỡ. Lọ thứ hai mở ra là một đôi giày thêu rất đẹp. Lọ thứ ba là một con ngựa nhỏ xíu. Nhưng kỳ lạ thay, khi đặt xuống đất, con ngựa bỗng chốc biến thành ngựa thật. Lọ cuối cùng là một yên cương vững chắc. Tấm vui mừng khôn xiết, vội thay đồ rồi lên đường tiến kinh. Ngựa phóng một lúc đã tới kinh thành. Nhưng chẳng may trên đường đi qua chỗ lầy lội, Tấm vô tình đánh rơi một chiếc giày không kịp nhặt. Đến hội, Tấm lấy khăn gói chiếc giày còn lại và chen vào biển người. Giữa lúc ấy, đoàn quân hộ tống vua đi qua chỗ lầy Tấm đánh rơi giày. Hai con voi ngựa đầu đàn cứ cắm đầu xuống, không chịu đi. Vua cho lính lên xem xét thì tìm ra được một chiếc giày. Giày đẹp thế này, hẳn là người đi nó cũng rất đẹp. Đúng rồi, ta nhất định phải tìm ra cho được chủ nhân của chiếc giày này. Nhà vua ban lệnh cho tất cả đàn bà con gái đi trải hội thử giày. Nếu ai đi vừa thì sẽ được vua lấy làm vợ. Mẹ con Cám cũng hăm hở qua thử, nhưng cố thế nào cũng không thể đeo vừa chiếc giày. Rồi Tấm xuất hiện đầy duyên dáng, tiến đến thử chiếc giày. Tất nhiên chiếc giày vừa chân Tấm như in. Nhà vua thấy thế thì mừng khôn xiết, vội cho người rước nàng về cung. Mẹ, đó là chị Tấm. Sao lại thế? Đúng là con Tấm thật. Sao nó lại trở nên xinh đẹp như thế? Quần áo đẹp của nó lấy đâu ra? Sao lại có thể như thế được chứ? Con ứ chịu đâu? Từ ngày đó mẹ con Cám căm giận lắm. Nhưng ngày giỗ cha, Tấm xin phép nhà vua về nhà làm giỗ. Thấy Tấm về, mẹ con Cám sẵn bụng không ưa nên bày mưu giết Tấm. Này là ngày giỗ cha con. Từ trước đến giờ, nhà ta chỉ có con quen trèo cây. Con hãy trèo lên và hái ít cau xuống cúng cha nhé. Vâng ạ. Dì ơi, dì làm gì dưới đó thế? Gốc cây này nhiều kiến quá, dì bắt kiến cho nó khỏi đốt con ấy mà. Bà mẹ ghẻ ác độc đốn gốc cau. Tấm bị ngã xuống ao chết chìm. Bà mẹ ghẻ đem quần áo của Tấm cho Cám mặc vào, rồi vào cung thay thế Tấm làm hoàng hậu. Thiếp đã bảo để thiếp trèo lên cho rồi, nhưng chị Tấm không chịu nghe. Chị ấy rớt xuống ao, thiếp liền nhảy xuống cứu nhưng không kịp. Nhưng trước khi chị ấy đi, chị ấy trăn trối lại với thiếp, nhờ thiếp thay chị nâng khăn sửa túi cho hoàng thượng. Tấm chết đi, biến thành con chim vàng anh, bay vào cung vua. Vàng anh bay quanh quẩn bên vua. Thấy vậy, vua liền ngỏ: Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh, chui vào tay áo. Quả nhiên chim vàng anh lập tức bay đến đậu trên tay nhà vua, rồi chui vào tay áo. Từ ngày đó, nhà vua chỉ chăm lo cho chim.
ngày ngày chăm sóc chim mà chẳng bao giờ ngó ngàng gì tới Cám. Cám tức lắm, về nhà hỏi ý mẹ. Bà mẹ ghé suối Cám bắt chim ăn thịt. Lòng chim mang đêm chôn vào góc vườn. Nhà vua biết chuyện thì giận lắm. Góc vườn chỗ chôn lông chim vàng anh mọc ra hai cây xoan đào tỏa bóng xum xuê. Nhà vua thấy vậy bèn mắt võng ra nằm nghỉ ngơi. Cám lại về kể chuyện với mẹ. Mẹ Cám xúa chặt hai cây xoan đi làm khung cửi. Nhưng khung cửi vừa được làm xong để vào trong góc phòng Cám thì chợt Cám nghe tiếng khung cửi kêu: kéo cà kéo kẹt, lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra. Cám sợ hãi vội sai người mang khung cửi đi đốt và ném tro ra một nơi thật xa kinh thành. Từ đống tro mọc lên một cây thị cành lá xanh tốt tùm, nhưng lại chỉ có một quả tỏa hương thơm ngào ngạt. Một buổi nọ có một bà cụ đi chợ qua, thấy quả thị bà mới ngỏ lời: thị ơi, thị rụng bị bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Bà lão nói xong thì rụng vào bị của bà. Bà đem về nhà để trên gối, chỉ ngửi mà không ăn. Hằng ngày bà ra chợ, về nhà là cơm nước đã tinh tươm, nhà cửa sạch sẽ. Mấy ngày như vậy bà sinh nghi. Một lần bà giả vờ đi chợ, nhưng đi đến nửa đường bà lại quay về. Bà đứng ngoài cửa nhìn vào thì thấy một cô gái chui ra từ quả thị. Bà vội vàng chạy vào xé ngay vỏ thị và ôm chầm lấy cô. Từ đó Tấm ở nhà giúp bà làm việc. Bà lão mở quán nước ngay tại nhà. Tấm giúp bà têm trầu cánh phượng. Một lần vua đi qua, dừng chân nghỉ bên quán nước. Thấy trầu têm giống như Tấm têm ngày xưa, vua mới ngỏ ý hỏi: bà ơi, trầu này ai têm mà khéo vậy? Trầu này con gái bà têm. Vậy sao? Bà có thể gọi con gái ra đây gặp ta được không? Khi Tấm bước ra, vua vui mừng nhận ra Tấm, liền rước nàng về cung. Về đến cung, Tấm kể rõ sự tình cho nhà vua nghe. Nhà vua tức giận cho người đem mẹ con Cám lên xử tội. Nhưng Tấm thương cảm, xin nhà vua tha tội. Nhà vua đuổi mẹ con Cám ra ngoài cung. Vừa ra khỏi thành, giông tố ập đến. Mẹ con Cám bị sét đánh chết giữa đường. Từ đó Tấm sống hạnh phúc suốt đời cùng vua trong hoàng cung. Nhãn hàng Inochi hân hạnh đồng hành cùng Miền Cổ Tích.